Rồi, ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Ăn Núi Miền Tây ha. Hiện tại mình đang có mặt ở bên trang trại nuôi ếch của cậu Năm Vui ha. Thì hôm trước mình chia sẻ các bạn một cái video á, lúc là cậu Năm mới vừa bắt ếch con về các bạn, thì đàn ếch là mới vừa thả xuống, mình quay cho các bạn xem. Thì hiện tại đàn ếch của cậu Năm nay đã được 1 tháng 6 ngày các bạn, thì đàn ếch đang phát triển rất tốt nha. Đó, hiện tại cậu Năm đang dắt thức ăn ra đó, để mà cho ếch ăn nha. Rồi sẵn tiện mình quay cho các bạn xem cái tình hình mà đàn ếch nó phát triển như thế nào. Đây các bạn, thì hiện tại cậu Năm đã đổ xuống một bao thức ăn dưới xuồng ha. Giờ chuẩn bị bao thứ hai, một ngày cho ăn khoảng 3 bao nha. Đó, hiện tại thì đây là những cái mụn ếch của cậu Năm. Hiện tại ở đây nó có 8 mụn ếch các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống xuồng cùng coi cậu Năm cho ếch ăn luôn các bạn. Đây là cái mùng nhỏ như bạn, thì mình cậu Năm sẽ vớt những cái chú ếch nhỏ này ra để cho nó phát triển, cho ăn, tập trung cho ăn nó vô nó phát triển nha. Đó, cậu đang cho ăn bên đây. Đàn ếch đang phát triển rất ngon nè. Hiện tại sáng thì chưa cho ăn nên giờ nó nhảy nhau nhau hết trơn các bạn ơi. Nhỏ. Và đây là loại thức ăn mà cậu Năm cho hàng ngày ha. Do đàn ếch lớn á, thức ăn này dùng thức ăn 10 ly nha. Và một buổi cho ăn khoảng 3 thức ăn loại 10 ly nha các bạn. Thì một ngày cậu Năm sẽ bơm xả vô cái ao này khoảng 2 lượt nước các bạn, để mà xả nước trong cái ao trang trại nuôi ếch này ra, cho ếch nó phát triển tốt. Đây là đàn cá dồ nè. Thấy thì mình trải những cái thức ăn rơi rụng ở ngoài các bạn, thì cá dồ sẽ ăn luôn. Đó, thấy các bạn thấy đã chưa, ăn ngon hết trơn luôn nè. Đây là cá dồ khá rồi. Ăn thấy mắc ham luôn các bạn. Đó, cá dồ này rất dạng nha, mình có thể bắt được luôn các bạn. Nó đây hoặc là mình bắt cho các bạn xem. Đây là những con ếch đang phát triển tốt nha. Đó, nó đang ăn. Thì mình rất thích khi mà coi cảnh cậu Năm cho ếch ăn, thì nó ăn rất là ngon lành luôn á. Đó, đồ
đủ loại ếch luôn các bạn. Này được 1 tháng 6 ngày con ạ. Được 6 ngày. Này ếch phát triển rất tốt nha mày. Ếch này nói chung là chùm khoảng tháng mấy là mình xuất xuất chuồng phải không? Xuất mùng. 45 ngày. 45 ngày là xuất mùng. Này đợt trước cũng là tháng mấy? 45 luôn. Xong như bạn mới vừa cho ăn xong 4 mùng nha. Nó mới vừa gãy một đợt nha các bạn. Đây. Nhìn đang quay cái xuồng này. Đó, kia đàn ăn, đàn cá kia mà quay, đàn cá nó sẽ về chạy vòng vòng theo xuồng các bạn. Còn năm ủa sao không lấy cái thào hơi xúc chiều dễ dễ con không? Không lấy cái thào xúc. Nó có dễ mà nó giải bệnh ta nó cũng cực mà. Nó dồn nó ăn rồi. Dồn nó ăn. Thảo có nói một mùng thả mấy cây ngày con? 7. 7 ngày hả? Cày có ở đây có 8 mùng. 8 mùng một được thả 7 ngày thôi con ít con. Cái dồ nó ăn nè. Đây là đàn cái dồ nè. Đàn cái dồ. Rồi con anh thấy rồi, nó đúng rồi, nó đu ra nó ăn. Dữ vậy. Đó. Ôi, tháng sáu ngày phát triển rất tốt luôn các bạn. Quay ngoài coi các cái con mới vừa cho ăn xong thì đàn cá dồ nó ngon lắm, nó chỉ đeo theo chiếc xuồng các bạn. Cá dồ á, em bắt một con các bạn xem nha, nhà thấy không, mình bắt rất dễ luôn các bạn đó. Đây, mình thấy đó, nó ăn đưa tay xuống là nó ấy liền. Đây mới mua luôn xong là sẽ hết một bao. Ở bên đây thì nó ăn sạch sạch lên luôn các bạn ơi. Đây đóng bên mới này nè, gãi xong là nó ăn qua một đợt nó ăn hết rồi đó. Đó, cái vô. Nè. Có không? Nó dạng à, đang lắc con. Nó dạng chưa? Cái vô này tọc nha các bạn. Con này cũng nửa ký rồi. Hết ăn qua cho nha. Nó đè thấy mình quay nó đưa gọt lại đó. Để mình bắt một con nhà bạn xem nha. Nói chung ếch này nó rất vàng các bạn ơi. Đó. Ếch này rất to luôn. Đó. Chưa. Này chắc bình bịch nó khoảng gram mấy, 2 gram. Mới vừa sơ luộc cho ăn tiếp thôi. Gì con năm chỗ này cái ếch nó gom lại chỗ này nè, rồi ăn nữa nè, mới vừa ăn xong á, rồi ăn nữa. Đưa cái máy đây hồi là chắc nó bay, nó tát luôn cái máy của mình luôn á. Tát vậy à?
mới trồi vô ngay nước ăn nữa. Đây là đàn cá nha. Thấy rồi. Ồ, nó vàng khè luôn ông nội. Năm nay tôi bắt ếch nè. Ếch này nè nó trắng tươi mà nó vàng vàng vậy. Có hai ba màu hết con năm. Con này nó đang lùi. Con này nó đang lùi. Đó. Mấy đầu xanh, mấy đầu xanh. À, con này màu xanh ha, cái đầu nó xanh lè. Đó. Này thì này có hai ba loại luôn. Cái một chuồng ra mày vậy mày. Nó lai quá. Đấy. Giờ chuẩn bị cho ăn bao thứ hai nha các bạn. Nói xem một đợt là hết thức ăn à. Bây giờ mình sẽ lên bờ mình quay cái cảnh câu năm cho ăn nè. Để con lên kìa con năm. Lên hả? À, con lên không cho ăn dưới đi con lên trên. Con đậu các bạn. Này là bao thứ ăn thứ hai nè. Một con không xem đậu ra. Đổ ra để mình cho ăn tiếp. Mới một bao à. Nó còn đói các bạn. Bình quân một ngày buổi sáng nó cho cậu năm cho ăn khoảng 3 bao nha các bạn. 3 bao. Đó, thì mới vừa xả nước sau vô xong nè. Đây là ống nước để xả vô làm sạch cho cái ao nuôi các bạn. Và đây là chiếc xuồng ngày cậu năm đi cho ếch ăn. Đó. Để mình quay cái cảnh ở trên lúc mà cậu năm cho ăn cho các bạn xem nha. Nói chung là cái ao này cũng hơi nhỏ, không bằng những cái ao trang trại nuôi ếch của cái hộ nông dân lớn ở gần đây. Đó, nhưng mà ở gần nhà mình, cũng tiện qua mình quay chia sẻ cho các bạn xem luôn. Mình cho ăn lại ếch ăn nhoi chân nè. Ngoài thì cá dồ. Nha. Nó đeo theo cái mùng á các bạn. Nó nhoi chân luôn. Hiện tại cái cánh đồng ruộng phía sau mình các bạn thì ở trong đê người ta đã rút nước ra chuẩn bị xới xạ lại vụ đông xuân nha các bạn. Thảm thì cho nước vô rồi, giờ bắt đầu bơm nước ra. Lúc mà mình quay các bạn thì cái mật độ ếch nó còn nhỏ nên nó hơi thưa, nhưng mà khi dần dần á, gần một tháng nay cũng gần một tháng 6 ngày các bạn, thì ếch nó phát triển rất tốt nên cái đàn ếch bắt đầu nó đông nè. Đó, nó hơi bị dịp cả đó. Đây các bạn, đây là những cái bắp mà con năm nó trồng nè. Đó, nó đang phát triển tốt luôn các bạn. Nó đang tổ cờ nè.
Rồi ok cả nhà ơi, hiện tại thì cậu Năm đã cho ếch ăn được xong các bạn. Hiện tại thì bao này là bao thứ ba ha. Rồi thì hiện tại thì nãy giờ mình cũng quay cho các bạn xem cái cảnh mà người nông dân mình nuôi ếch như thế nào và cho ếch ăn như thế nào ha. Và cái cảnh đàn ếch nó phát triển như thế nào. Rồi thì hôm nay mình cũng xin phép dừng video ở đây ha. Thì cảm ơn cả nhà xem và theo dõi video của Điện Lúa Miền Tây. Cả nhà thấy thích video thì hãy like cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình ra những video tiếp theo. Đó, hy vọng là các bạn sẽ góp ý để video của mình ngày càng thêm phát triển ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.